Trốn tôi đây à? Hôn một cái đã sợ rồi. Sợ gì? Ba đêm một là chồng rồi nha. Sợ bố con thằng nào? Sao? Đi ăn phở không? Em mời chị. Cảm ơn anh. Đây. Cảm ơn. Chanh không? Tôi có một thắc mắc. Vì sao tôi thích bà hả? Không phải chuyện đó. Tôi chỉ muốn hỏi là sao hôm trước ông biết tôi gây chuyện ở quán bar mà ông tới vậy? Tôi biết bà ở quán bar, nhưng mà lúc đến mới biết bà gây chuyện. Mà sao ông biết tôi ở quán bar? Thôi, thế cô đi nhá. Chào chào cô. À không, chưa đi được. Còn một cái chuyện này cũng rất là quan trọng. Thật ra là cái đình nhà cô ấy, cô nói thật nhá, nó là nó sốc nổi lắm cơ. Có lớn mà chẳng có khôn. Đấy, có khi nó còn dại hơn cái thằng bé mà nó định bắt cóc ấy. Mà nói đến cái chuyện cái đồng hồ thông minh nhá, tự dưng cô lại nảy ra một cái ý tưởng nhá. Có khi là cô định gài vào máy của nó con ạ. Mà gài cái gì cơ? Cái định vị ý. Cái định vị để mà nó đi đến đâu là mình đều biết nó ở đấy, để mình còn quản nó chứ. Đây. Mà thôi cô ơi, cô... cái này nó là quyền riêng tư của đình, với lại cần phải có cả mật khẩu cái gì? Mật khẩu với cả cái tài khoản iCloud gì? Cô còn lạ gì nữa? Cô cũng thông minh lắm ấy. Đây con cứ cầm đây. Con cầm đấy cơ. Nhá cầm hộ cô. Con gài hộ cô. Sao đấy ạ? Mất rồi. Mà mất cái gì cơ ạ? Mất cái ấy của cô ấy. Cái ấy là cái gì ạ? Không. Không. Ôi dồi ôi, già rồi, đâm ra là tự dưng lú lẫn. Không phải là bị mất. Cái điện thoại. Cô vội quá, cô lấy trộm cái điện thoại của nó, cô nhét vào túi. Thế là cuối cùng cô quên luôn cái điện thoại của cô. Khổ ghê cơ. À nhưng mà không sao đâu. Bây giờ thế này nhá, con giúp cô nhá. Con gài vào cái máy của con đi. Thôi cô ơi, cháu... Ngại cái gì? Cô nhờ cơ mà, yên tâm đi, tội đâu là cô chịu. Nè. Hả? Sao ông trả lời tự nhiên cái mặt đần ra vậy? Sao mà ông biết tụi ở quán bar mà tới? Muốn biết thì biết thôi. Thôi ăn đi. Tự nhiên cái chuyển qua cái tông này.
kỳ cục. Tôi không có quen. Vì bà đang thích người khác hả? Cha Vinh kia gì? Cái tình cảm đó nó chết yểu từ lâu lắm rồi. Ảnh thậm chí còn không trả lời tin nhắn của tôi nữa kìa. Có thể ông nói đúng. Ở trên đời này làm gì mà có người chịu đựng được cái tính ngu xuẩn của tôi. Không chịu được sự ngu xuẩn của bà thì sao biết được những lúc hay ho của bà? Không chịu được sự dở hơi của bà thì làm sao biết được những lúc đáng yêu của bà? Tuy hơi âu lo cho chặng đường phía trước nhưng mà tôi chợt nhận ra ở bên bà cãi cọ cũng vui, nhìn bà cũng vừa mắt. Nhưng cũng đúng lúc ấy, 11 con thiên nga bay tới. Nàng vội vã tung 11 chiếc áo lên đàn thiên nga. Ngay lập tức, 11 con thiên nga biến thành 11 chàng hoàng tử trẻ măng. Nhưng riêng hoàng tử Út vẫn còn một đôi cánh thiên nga thay một cánh tay, vì vẫn còn một chiếc áo chưa xong, còn thiếu một tay. Giờ thì tôi nói được rồi, Ly Giờ reo lên, tôi vô tội. Nhân dân vội quỳ trước nàng như một bậc nữ thánh. Nhưng nàng đã ngã lăn ra trong vòng tay của các anh trai nàng, vì nàng đã làm việc quá nhiều, lo lắng nhiều và đau đớn nhiều. Nàng đã bị kiệt sức. Ôi, hay quá. Anh chị múa giỏi quá. Lại đây với bà nào. Dạ. Sao thế ạ? Để bà xem nào. Bà đang nghĩ cháu có đầy đủ tố chất để đi học múa đấy. Cháu múa còn hay hơn cô Hà của bà ngày xưa nhiều. Cháu có muốn đi học múa không? Dạ có ạ. Nhưng mà có tốn kém không hả bà? Yên tâm, bà sẽ dạy cháu. À đúng rồi, bà Lan nhá là nghệ sĩ múa nổi tiếng cực kỳ đấy. Thật ạ? Ừ. Sao thế? Không định mở cửa à? Mẹ con tao đứng đây đợi lâu, mỏi chân lắm rồi. Ta có thể xây dựng trạm cứu hộ ở trên mạng xã hội, nhưng mà khi tao buồn khổ nhất thì chính là mày. Mày chính là trạm cứu hộ của tao. Chưa bao giờ tao nói điều này, nhưng trong lòng tao luôn biết ơn. Vì khi tao đau khổ nhất, tan vỡ nhất, luôn có mày ở cạnh tao. Nhìn tao làm mày buồn, tao cũng khổ sở lắm. Đừng giận nữa nhá. Tao đâu có giận mày đâu. Chỉ giận bản thân tao thôi. Mẹ tao chửi tao
Nam chửi tao không sai một chữ nào.